thưa quý vị tòa án nhân dân tỉnh Khánh Hòa vừa quyết định xét xử sơ thẩm hai cựu chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa là Nguyễn Chiến Thắng, Lê Đức Vinh, cựu phó chủ tịch tỉnh Đào Công Thiên theo cáo trạng các bị cáo trên có những hành vi vi phạm về giao đất điều chỉnh dự án chuyển mục đích sử dụng đất rừng sản xuất tại núi chín khúc thành đất ở cấp các giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho công ty trách nhiệm hữu hạn sản xuất và xây dựng khánh hòa tại hai dự án trên trái pháp luật về đất đai trái các quy hoạch kế hoạch sử dụng đất của thủ tướng chính phủ đã phê duyệt và của tỉnh ban hành trong đó các bị cáo thắng thiên thái có hành vi vi phạm trong dự án sinh thái tâm linh cửu long sơn tự còn các bị cáo Vinh và Rẽ có hành vi vi phạm trong dự án biệt thự sông núi Vĩnh Trung. Riêng hai bị cáo Điệp và Hùng có hành vi vi phạm trong cả hai dự án trên. Theo quyết định của Tòa án Nhân dân tỉnh Khánh Hòa, các bị cáo trên sẽ bị đưa ra xét xử sơ thẩm công khai từ ngày 4 tháng 4.